Điều cần biết khi ăn khoai tây. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khoai tây là món ăn hàng ngày vô cùng gần gũi đối với người dân. Tuy nhiên, ăn khoai tây sao cho an toàn không phải ai cũng biết. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khoai tây là món ăn hàng ngày vô cùng gần gũi đối với người dân. Nó chứa nhiều tinh bột, cellulose, giàu vitamin B1, B2, phosphor. Đặc biệt, khi khoai tây nấu chín, cung cấp hàm lượng vitamin C khá cao. Khoai tây có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe, vừa giữ cho huyết áp ổn định, vừa cung cấp chất dinh dưỡng để nuôi thành mạch tim. Khoai tây chứa các vitamin A, C, B, các khoáng chất như phosphor, canxi, sắt, kali. Ngoài ra còn có chất xơ và protein. Khoai tây không chỉ là thực phẩm tốt mà còn là nguyên liệu làm đẹp và chữa bệnh khá hiệu quả, rẻ tiền. Điều phải biết khi ăn. Mầm khoai tây gây ngộ độc. Trong mầm khoai tây có chứa chất solanin. Sau khi ăn mầm, có thể sẽ xuất hiện các biểu hiện như ngứa và nóng rát ở cổ họng, có cảm giác nóng rát hoặc đau vùng thượng vị, có thể gây nôn mửa và tiêu chảy. Ngoài ra, nặng hơn có thể xuất hiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, rối loạn ý thức nhẹ, khó thở. Khoai tây cộng trứng gà bằng béo phì. Khoai tây và trứng gà khi kết hợp với nhau trong một món ăn cũng dễ làm tăng hàm lượng cholesterol xấu gây ra béo phì, mà béo phì là một yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch chuyển hóa. Cách sử dụng khoai tây an toàn. Chất acylamid được tìm thấy trong một số loại quả, đặc biệt là khoai tây. Chất này sẽ trở nên rất độc hại cho sức khỏe khi ở nhiệt độ cao. Nếu là người thích các món ăn chế biến từ khoai tây, đặc biệt là khoai tây rán, chế biến khoai tây vừa đảm bảo sức khỏe vừa có món ăn khoái khẩu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, có thể giảm chất acylamid trong khoai tây bằng cách hãy gọt vỏ và ngâm kỹ khoai tây trong nước trước khi chế biến. Theo đó, khi gọt vỏ khoai tây giúp giảm 23% chất acylamid có trong loại củ này. Ngâm khoai từ 30 đến 120 phút giảm được từ 38 đến 48% chất độc hại này. Tuy có thể giảm được một khối lượng lớn chất acylamid trong khoai tây, nhưng không nên ăn khoai tây hàng ngày và ăn quá nhiều trong mỗi lần ăn. Nên cân đối các món ăn này trong các bữa ăn và không nên dùng nhiều hơn 2 bữa với khoai tây mỗi tuần.